Thưa quý vị, nhiều năm qua, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại Đà Nẵng đã tạo được ấn tượng tốt với địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực, nhất là hoạt động của tổ tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe. Các tình nguyện viên đến thăm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cho những người cao tuổi đau bệnh, neo đơn để phần nào động viên, an ủi tuổi già vơi đi nỗi buồn. Sau khi kết thúc công việc bán hàng buổi sáng, chị Nguyễn Thị Loan, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang lại thu xếp công việc tập trung cho hoạt động tình nguyện viên. Cứ mỗi cuối tuần, chị dành 2 buổi chiều đến nhà bà Nguyễn Thị Miễn bị tai biến để động viên và chăm sóc. Trong thời gian qua nói chung là câu lạc bộ hỗ trợ nhiều, rất là nhiều. Vì muốn đến để chia sẻ tình cảm cho chị để cho chị phấn chấn được cái căn bệnh của chị, rồi cho cái được cái bệnh hoạn của chị cho lần lần dẫn bớt đi. Chung là các chị em trong tổ chung là động viên. Tới nay hỗ trợ người mà đi rửa chén dùm hộp nấu ăn đồ rứt gác đi đây xuống tập đồ. Nói chung mà chị rất biết ơn cái câu lạc bộ thôn, cũng nhờ câu lạc bộ thôn nên chị mới được như ngày hôm nay. Bà Trần Thị Tảo đang ngoài 70 tuổi lại chăm sóc mẹ già 98 tuổi. Dù sức khỏe không tốt nhưng vì mẹ già bị tai biến, chỉ nằm một chỗ, nên mọi công việc trong nhà đều do bà Tảo lo toàn. Thỉnh thoảng, các tình nguyện viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau Bình Hòa 3, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ thường ghé nhà bà Tảo để chăm nom, hỏi han sức khỏe cả nhà. Sự giúp đỡ trực tiếp của các tình nguyện viên tập trung vào nhóm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có người chăm sóc. Mỗi tuần 2 lần, các tình nguyện viên đến nhà thăm hỏi sức khỏe, đo huyết áp, hướng dẫn các cụ tập vật lý trị liệu hoặc vận động nhẹ nhàng để lưu thông máu huyết, động viên các cụ sống vui, sống khỏe. Như là cái công việc này thì cũng mất thời gian, nhưng mà chị em trong khu dân cư thì cũng động viên nhau, xem người trong khu dân cư cũng như người trong gia đình giúp đỡ một ít thời gian thì cũng không có gì khó khăn lắm. Chính bằng lòng nhân ái, sự sẻ chia tình cảm của các tình nguyện viên đã giúp cho những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tìm được hơi ấm lúc tuổi già, được bao bọc, được sống trong tình yêu thương của cộng đồng. Thực tế, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã trở thành địa chỉ tin cậy cho hàng nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố. Nét nổi bật của mô hình là có sự kết hợp liên thế hệ phù hợp với mong muốn của người cao tuổi, góp phần gắn kết người cao tuổi với các thế hệ trẻ trong cộng đồng dân cư, giúp họ phát huy tối đa vai trò trong sự phát triển chung của xã hội.